gấp đôi Nikki luôn rồi. Nikki đâu có nhớ tới đâu. Giống hoa giấy luôn. Nikki cầm trên tay, Nikki là cái hoa giấy nè nha. Mình nó cũ dữ lắm. Làm cũ. năm rồi. Năm rồi nè. Cái hoa thiệt đây, hoa giống thiệt và hoa giấy nhìn giống không? Dạ, đó. Giống. Với lại nó thơm. Nó thơm. U. Thơm quá. Con là 7 tuổi. À. Nó là 1 tuổi rưỡi nè. 1 tuổi rưỡi mà nó cao gấp đôi Nikki rồi. Nikki 7 tuổi mà đứng thấp phía dưới kìa. Cái đó chỉ là cái cây thôi mà. Là cái cây thôi hả? Có nhiều hoa vậy Nikki? Có khoảng hơn 50 bông hoa. Giờ có bông hoa ở trên con á mà nó chưa có xè ra mà con bông hoa vậy chứ. À, tức là trên kia là cái nụ hoa nó chưa nở nha. Hoa nó màu hồng như là cái lá là màu xanh á. Lúc mà nó nhỏ mà mình phải trồng nó trong cái chậu nhỏ, lúc mà nó bằng cái này size này á. À, trồng cao bằng trên sàn nhà được, ở ngoài đây được. À vậy đó hả? Lúc nó chìm mưa thì mình khỏi phải tưới nó. À giỏi quá. Với lại mình không được hái cái hoa. Không được hái hoa, đúng rồi. Trồng một cái cây kế bên tại nó sẽ là lấy cái vitamin của cái hoa này sang cái hoa này sẽ là chứ. À vậy đó hả? À, đừng có bị gãy. Nhiều người không biết nè, mình lúc mà mình tưới nước không cứ tưới trên đầu nó mà đi xuống nó tưới chỗ này. À, tưới ở dưới cái gốc cây. Không phải trên ngọn trời đó. Không phải tưới trên trời hả? Không phải tưới trên ngọn cây hả? Đúng là ai tưới ngọn cây cao quá hả? Sao tưới tới? Trong cái hoa này đẹp lắm, như là dễ